nghe một cái góp là nó cán lên rồi mà nó lôi mình, không hiểu là lý do là sao mà nó chiếc xe nó cúp cua mà không biết nó có đá nhan hay không mà mình không hiểu. Nhưng mà cái đầu không nó cao quá, tại tôi nghe cái góp gầm là tôi mới khum ra chiếc xe, tôi ngồi trên xe mà tôi ngoái lại rồi tôi mới kêu thằng cháu luôn. Tôi nói chị ơi, là chiếc xe nó cán ai rồi, có phải dân mình không? Cái tôi chạy lại, tôi bỏ xe tôi chạy lại thì thấy nó cán nó chà từ ông mày vô nó lôi là... Kênh Hậu Giang, tôi xin kính chào quý cô chú anh chị Hậu Giang, chào bà con gần xa. Thưa bà con, hôm nay thì Hậu Giang đang ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang đến đây chia sẻ một sự việc xảy ra rất là đau lòng quý cô chú anh chị. Anh Một 37 tuổi và anh Liệt 33 tuổi là cũng là hai chú cháu đó quý cô chú anh chị. Là hai chú cháu đi làm ở Vũng Tàu, rồi chẳng may là bị xảy ra tai nạn giao thông. Là xe container đó quý cô chú anh chị, là tông hai chú cháu mất tại chỗ luôn. Rất là đau lòng bà con ơi. Hai chú cháu cách nhau có hai cái nhà bà con. Anh Liệt ở đây á, là ảnh không có nhà, rồi vợ thì bỏ khi hai đứa con còn rất là nhỏ quý cô chú anh chị. Bây giờ là anh phải đi làm, anh là lao động chính, rồi đi làm để nuôi hai đứa con. Ở đây là ở đậu nhà của người anh thứ hai. Rất là xót luôn quý cô chú anh chị ơi. Gần Tết thì đi làm kiếm tiền để về cho hai đứa con á, là mua đồ Tết đó bà con. Mà chẳng may rồi là anh ra đi luôn. Hai chú cháu ra đi cùng một giờ luôn. Rất là xót luôn quý cô chú anh chị ơi. Bà con xóm ghiền ai thấy cảnh này rồi cũng không thể nào kìm được nước mắt hết trơn quý cô chú anh chị. Tội lắm luôn. Dạ em chào anh. Anh là sao với gia đình? Em chú của Đạp anh. Chú hả anh? Dạ. Rồi anh Một này á, là hồi trước giờ là đi làm công việc gì anh? Đi bóc vác ở Vũng Tàu á. Là bị tai nạn là bị ở Sài Gòn hay là Vũng Tàu? Ở Vũng Tàu, ở ba Vũng Tàu. Vũng Tàu. Anh đây là anh Một 37 tuổi, còn đằng kia là tên gì anh? 33 Liệt. Anh đằng kia là anh Liệt. Anh Liệt bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. 33 tuổi. Dạ. Anh Liệt đằng kia là mấy đứa con này? Hai đứa con. Đứa học ở lớp 4, đứa học mẫu giáo. Trời ơi, tội dữ gì đó hả? Khổ để mà muốn con học. Rồi anh Một ở đây có vợ con gì? Có vợ không anh? À, có hai đứa con. Có hai đứa con, vợ bỏ nó lâu rồi. Nó nuôi từ nhỏ tới lớn luôn. Ở trong đó ở đậu bác hai mà. Ở với bác hai ở nhà lo, còn cha thì đi làm ơn. Còn nhà này là nhà của ai? Nhà của bác nó. Phật đậu con chứ không phải nhà của ảnh hả? Không có nhà. Trời ơi, tội. Nó mà mướn nó nuôi con chứ không có nhà. Nó ở bác hai đâu có vợ. Hai anh em là ở vậy đó. Dạ, mà nuôi cho hai đứa cháu. Dạ, vậy đó. Rồi bà giờ là cha đi làm. Cha này là nói chuyện thì nuôi con đi học chứ cuối cùng nó không có nhà có gì chứ. Em nãy em vô là em tính đâu này, đây là nhà của anh Một mà không phải là nhà của bác hai. Đúng rồi, của bác hai. Trời ơi, bác hai là vợ anh Một ở đậu nhà bác hai. Đúng rồi. Bây giờ cũng là đang tỉnh lễ rồi làm nhà bác hai luôn. Dạ, vậy đó. Quá trời khổ. Bác hai đi học hàng ngày, ông nó mạnh con. Đó, tôi tai nạn, thấy con tôi nghẹp tới em thấy rất buồn. Rồi, trở về hồi nào anh? Sáu giờ là sáu giờ bữa là hôm qua mùng bảy không sáu bảy mình mấy chiều qua là mười bảy tây đó, 17 tây tháng 1 2024 đó bà con. Rồi hồi đó giờ là anh Một ở đây là không có đất có ruộng gì hết không? Anh em nó ở trong mình hai nó chứ nó không có nhà luôn. Cậu có trời anh đi làm vậy tính sát nhà rồi chứ. Con lớn anh là bao nhiêu tuổi vậy anh? Ba là có trai có gái hết không? Hai đứa gái không hả? Hai đứa con đó rồi.
có cho sót luôn quý cô chú anh chị ơi, là đi đi làm bốc vác rồi là xe nào tông anh, xe gì tông? Xe container. Xe container hả? Dạ. 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 Đó là anh là chính xác nhất vậy đó hả? Anh đâu đó họ là chính xác nhất. Rồi là hỏi anh chút xíu. Dạ em chào anh. Anh là sao với gia đình? Tôi thì chú Út hả? Dạ. Ba con. Dạ. Rồi cái bữa mà anh Một xảy ra cái tai nạn đau lòng như thế là phải anh là người trực tiếp chở anh về không? Không, tôi là người chứng kiến từ chiếc xe. Dạ. Tại vì đi làm chung, là người này cách nhà nhau thường bữa là khoảng 10 mét, nhưng mà cái bữa tôi xảy ra tai nạn là cách nhau khoảng chừng 25-30 mét. Thì tôi đi thì tôi đưa thường là chạy sau, tại vì dân mình làm chung là mình sợ mình bị lạc với đó. Rồi sao mà tôi ngoái lại tôi nghe một cái góp là nó cán lên rồi mà nó lôi mình, không hiểu là lý do là sao mà nó chiếc xe nó cúp cua mà không biết nó có đá nha hay không mà mình không hiểu. Nhưng mà cái đầu không nó cao quá, tại tôi nghe cái góp gầm là tôi mới khung ra chiếc xe, tôi ngồi trên xe mà tôi ngoái lại rồi tôi mới kêu thằng cháu luôn. Tôi nói chịu ơi, là chiếc xe nó cán ai rồi, không phải dân mình không? Cái tôi chạy lại, tôi bỏ xe tôi chạy lại thì thấy nó cán nó chà từ ở ngoài vô, nó lôi là thằng Một mà nó té trong gầm xe, mình không hiểu là nó vô cách sao mà mình không hiểu lý do, mình không thấy là bên giao thông là nó lôi nó thắng nó chà từ ở ngoài cái lộ vô là nó chưa có chà, nhưng mà từ cách nhau khoảng cỡ 5-6 mét là nó chà thằng Một, là nó lọt trong cái hai cái bánh xe, nó nằm phân giữa là nó thắng cái bánh xe, nó lết nó chà là nguyên cái giạc trò này, cái giò này là hết một bên thịt đây là còn xương không à. Tai là cái đầu thì nó chớp lên trên cái chiếc xe là nó bể cái phần này. Dạ. Sập bên đây. Rồi thằng anh thằng Đắng thì nó nằm nó lọt cái đầu cong giữa là nó lộn tròn hoài tới. Thì nói chung hoàn cảnh nó là thằng Liệt là nó nằm ở dưới cái đầu cong trước. Dạ. Thẳng trống, còn thằng Một thì nó lọt trong cái bánh xe luôn. Dạ. Là lúc đó là chiếc cong nó thắng nó đâm vô nó thắng dài tới rồi, nhưng mà nó còn vậy cái bánh trước nó chạy chết tại chỗ luôn anh. Là Một này là nó chết tại chỗ trước. Dạ. Còn ông Liệt thì còn đằng thì còn hước còn thở, nhưng mà nó hước thì cũng chết, nhưng mà tại vì lũng cái lỗ bên đây nó sâu, chứ cái đầu thì mình đổ là chắc cũng chấn thương hết. Dạ. Thì hoàn cảnh thằng Một thì nói chung gia đình nó cũng khó khăn, con thì nhỏ, vợ thì thôi, rồi nó mới đi làm kiếm tiền ở dưới quê mà. Rồi mình không Tết, kiếm tiền Tết về xài có mấy bữa về rồi thì chưa hết bằng được đó, 2 tuần mà cái ngày chết nữa là mới được là 15 ngày, cũng như là bằng được có chọn được có 14 ngày đó là xảy ra tai nạn. Hoàn cảnh nó khó khăn lắm thì mong. Đó là mình là đi làm tự do hả anh? Dạ, cái đó là cũng như là có một cái tổ trưởng nó làm lãnh với cái công trình đó, là mình đi làm cũng như người ta điều đó mình làm. Vì sáng sớm mình nói ngay anh em con cháu thì xúc miệng thì tranh thủ cũng giỡn cười vậy đó, rồi mới đi trong vòng tích tắc chưa có bao lâu hết thì chết rồi. Đó là mình đi qua lộ nghe là không, sao anh? Cái tuyến đường mình đi thẳng. Dạ. Mình đi thẳng qua mà chiếc container là nó chạy là nó vô cản á. Dạ. Mà mình chạy trước tại vì cái đầu cong mình đâu có thấy, là không lý do sao mà nó chui vô trong thì mình không biết. Dạ. Có khả năng là người ta cũng đi người ta không thấy, xe cong nó cao quá. Dạ. Thì nó cao thì bởi mình mới nghe góp thì mới không ngoái lưng dòm thì thấy nó nằm ở trong rồi nó lộn không à. À, nó cán trước tiên là thấy là nó cán qua chiếc xe ông ra trước, bảo mình mới nghe góp rồi nó cán đó, mình nó cán qua thằng Một, cán ngang phần ngực này, rồi ông Liệt ở thằng trước, ông Liệt thằng chết thằng Đắng thì nó cứ lộn tròn vậy nè. Hôm qua nay thì cái chỗ anh chủ xe mà gây tai nạn cho hai anh ở đây á thì có ra đến gia đình chưa anh? Thì nó là ngày hôm qua là có xuống. Dạ. Tại vì cái nói ngay cái anh tài xế đó, người ta không phải là dân, là người ta bỏ chạy. Dạ. Người ta cũng xuống, người ta cũng gian xin là cứu cái anh còn sống. Dạ. Thì tại tôi bước xuống là tôi thấy thằng cháu tôi chết trước rồi, tại nó lọt trong rồi nó chết trước rồi. Dạ, xin vô anh. Nó chết trước rồi, tôi nói thôi bây giờ nó Một nó chết rồi, thôi bây giờ chủ yếu là cứu ông Liệt trước đi, ông Liệt nó còn sống.
chứ thằng Ngọc là hết cứu nổi rồi. Tôi nói tại nó cán ngang rồi còn nữa cứu. Rồi cái anh tài xế anh nhảy xuống anh nói trời ơi chạy sao mà gì đây, nó lọt đây chết rồi, trời ơi chết rồi, mấy bác ơi cứu cháu với. Trời còn ơi. Anh này còn sống mấy bác cứu cháu với. Anh lại anh chạy anh la làng anh lại không à, mà nói ngay người ta không phải là người dân người ta bỏ chạy. Rồi đưa anh Liệt đi trước bệnh viện là anh tài xế nó chạy vô tới trong chỗ bệnh viện luôn, là kêu bác sĩ cứu anh này giùm cháu với. Là thì mới vô công an lại đứng hỏi tôi về căn cước rồi chứng minh rồi quê quán hỏi rồi liên quan mấy anh này sao. Tôi nói tôi thì một bên thì là thằng cháu đi thì tôi kêu bằng anh, còn thằng chết tại chỗ thì nó là cháu của tôi. Rồi mong các mạnh thường quân thì giúp đỡ chứ thấy hoàn cảnh nó thì nói chung là cũng neo đơn. Rồi, gia đình nó thì cũng khó khăn, ở dưới quê mà cũng khó khăn, rồi vợ thì thôi sớm nữa, rồi còn hai con gái nó bằng trong nuôi hai con nữa. Bây giờ từ nó chết rồi giờ nó bỏ lại thêm hai đứa con nữa. Hai đứa con còn nhỏ nó đang đi học. Qua trời tàu hai đứa con còn nhỏ mà bây giờ thì con anh hai nó cũng không có vợ nữa. Nói chung ở quê thì anh hai cũng không có vợ không luôn. Không có vợ luôn. Khổ nữa. Nuôi cháu ha. Để giờ nuôi cháu chứ cha nó chết rồi chứ đâu còn ai nữa đâu. Giờ cha thì ví dụ như mất cha thì còn mẹ. Để mà lo cho tương lai của hai đứa rồi ăn học rồi này kia. Mà bây giờ mẹ thì đã không có, cha mất nữa, rồi cuộc sống của mấy đứa nhỏ sau này sẽ rất là vất vả luôn. Tại vì còn nhỏ quá rồi mình cũng không có đi làm được để mà kiếm thu nhập trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Tương lai của mấy đứa rất là khó khăn luôn. Và những ngày tới đi học đi hành sẽ như thế nào đây, nó rất là khó. Ví dụ như bà con anh em mình á thì dù mình thương mình cũng cho mình giúp phần nào thôi. Dạ. Trời tội luôn. Em á thì là anh của một, anh con cô cậu với một là em đang cũng đang làm ở trên Bình Dương. Dạ. Thì hôm bữa mà một á nó tai nạn á. Dạ. Thì em cũng có chạy qua nhưng mà chạy qua thì em nó đã chết rồi. Dạ. Em thấy cái này không được. Em trực tiếp chạy qua, em chạy từ chỗ em qua qua đến chỗ tai nạn đó là khoảng từng 12 cây. Mà em chạy không được, bởi vì sáng xe cộ nhiều quá. Tại vì cha dưới này 6 giờ sáng cha mấy điện nói em, mày ở chỗ mày chạy qua xong coi em mày với cậu mày bị container cán chết tại chỗ rồi. Em thất thần không biết là mình đang ở đâu nữa. Em cầm cái chìa khóa trên tay mà em không biết mình đang cầm cái chìa khóa. Em cứ đi kiếm cái chìa khóa em để em chạy xe đi á. Rồi cái sếp của em á đang làm đó, ông mới nói mày cứ từ từ mày đi, chuyện gì cũng đã lỡ rồi. Nói về em vợ chồng em mới về, vợ em cũng đi vô làm rồi. Em nói về kêu vợ em về nên là phải đi qua chỗ một coi sao. Thì em chạy đi tới nó tầm khoảng cỡ 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ đổ lại. Đi lên tới bệnh viện thì em không gặp anh Liệt, cậu Liệt, kêu bằng cậu, là người ta đã chết, người ta thì chuyển vô nhà xác rồi. Dạ. Rồi trong khi đó là có anh tài xế đó, anh tài xế để tông một cái cậu Liệt á, là đứng ở đó cũng người ta cũng không có bỏ chạy hoặc trốn tránh gì hết. Người ta đứng đó, người ta vẫn năn nỉ em, người ta quỳ lại em á, là cũng thông cảm cho người ta, bởi vì người ta không muốn như vậy. Muốn không ai muốn hết, nói chung tai nạn không ai muốn hết. Em cũng nói là thôi em cũng người biết chuyện thôi, anh cũng bình tĩnh đi, anh ở đây đi. Thì chút xíu thì công an người ta lại để phải đưa anh đi trên. Rồi xong em mới chạy lại chỗ một nó nằm ở trong cái container đó, là em không có đi nổi luôn, em người em rụng rã luôn. Rồi vợ em đi tới chỗ thì không có đứng nổi mà nó quỵ xuống nó đổ. Anh thấy tội lắm. Mà trong cái công á mà sao mình vô mình lôi nó ra hoặc không mình đi tiếp cận được. Thấy không? Bởi vì có cơ quan chức năng người ta ở đó, mình chỉ đứng ở ngoài mình nhìn thôi mà lòng em nó đau lắm. Nói chung là không có cái nỗi đau nào bằng cái nỗi đau mất người thân mình. Dạ. Khi mình chứng kiến mà người mình là người trực tiếp là thiệt, mình không thể nào mình kìm được cái cảm xúc. Rồi thì em ở đó thì với cậu với anh em đó là tới đi lên xe theo về tới đây luôn. Là hôm nay nó 3 ngày em thức trắng, 2 ngày, 2 đêm nay em không ngủ được.
một ngày hôm trước với một ngày hôm qua là không chọc mắt được miếng nào luôn. Bởi vì em của mình nói vậy thì quá đau lòng đi. Vậy là đưa hai người về một lần luôn á. À, đi từ trển trển người ta đưa về bên mà bệnh viện á, ta đưa về. Ở trển là có liệm hai anh sẵn ở trển luôn không anh? Không, cũng như á là ở gia đình yêu cầu á chỉ bỏ vào quan tài rồi buộc lại. Không có nắp, không có đậy kính quan tài nhưng mà để đắp đậy lại để về gia đình còn thân nhân nhìn mặt. Bởi vì gia đình của em tôi á không có ruộng đất, ta đi mừng mướn ở quê nó rất là không mít lông một đứa con nít nào. Thấy hoàn cảnh khó khăn của em á thì không biết nói sao hơn, bởi vì gần Tết rồi không có tiền lo cho con ăn Tết, không có tiền mua đồ cho con, phải đi lên đòi cho anh làm thuê đó, rồi xong phải bỏ xe cả cho anh. Em đau lòng lắm, không. Nói thương tâm. Cảm của một thế là cũng rất là khó khăn. Hai anh này á, anh một với anh kia, lần kia là anh gì anh? Là anh Nguyễn Tiến Liệt. Anh Liệt. Còn hai anh em Liệt. Có bà con gì không? Bà có. Là cũng như á, một đằng đây á là kêu cậu Liệt á, là như em á là em kêu bằng cậu, nhưng một nó kêu bằng chú. Dạ. Em của cha. Em của cha là cái này kêu bằng bạn gì hết á, cô cậu. Cô cậu đúng rồi. Cô cậu ruột. Cô cậu ruột. Nguyễn Cúc này là bà con trong họ. Dạ. Vậy là hai chú cháu. Đúng rồi, một kêu ông Liệt bằng chú. Dạ. Hai chú cháu là tính ra là đi cùng ngày chứ cách nhau chắc cũng, nếu mà đưa vô anh kia đưa vô bệnh viện thì vài tiếng sau không anh? Không, chắc không được đâu. Tại vì anh Liệt đưa trước, tại vì lúc đó là nói chung là anh Liệt anh còn thở, không phải thở nữa nhưng mà anh hước không mà, tại vì gia đình thì nóng lòng, ở đây thì nói chung anh em như không nóng lòng quá thôi. Cũng không, cũng điện xe cấp cứu mà điện lâu lắm, xe cấp cứu nó không có lợi. Là buộc lòng là cái anh tài xế là anh chở hàng quá đó, là anh nói thôi bây giờ tôi có chiếc xe, bây giờ gia đình chịu thì tôi đưa đi giùm. Mình tôi thì cũng nóng lòng mà tôi tính là đợi là chiếc xe cấp cứu lại là mới có cái máy tiếp hơi đang tiếp cho anh mình. Nhưng mà nóng lòng quá nó không lợi, buộc lòng phải đem xe bợ lên chui với bốn người phải chui với cái gầm xe bợ từ từ mới đem mới được. Thì lúc tôi bợ ra thì tôi thấy là chắc độ là chắc con không còn sống nữa, tại vì lúc để lên xe thì không còn thấy thở nữa, nhưng mà không thấy hước nữa. Tôi nói là chắc chết rồi. Thì anh công an là anh điều tra anh hỏi gì đó thì anh đứng kế tôi, anh nói là anh điện nó ở chỗ anh bệnh viện điện xuống là cái người chở vô là chết luôn rồi. Tôi nói thì chắc chết sống đâu. Nhưng là mình cũng cố gắng mình đưa đi thôi chứ còn nước là cũng đẹp, còn nước thì còn tát, thấy còn nước còn tát với anh em mình nghĩ là đợi xe cấp cứu nó lại là mới có cái máy tiếp hơi thôi, tại vì đi cái đường mà vận chuyển nó cũng xa nữa. Mà đợi không được thôi buộc lòng phải chở đi. Cháu đi thì mới chút xíu thì cháu anh điện công an nó chồng nó lại điều tra mình giấy tờ rồi căn cước đó, thì tôi mới đưa ra hết rồi lấy cái giấy công an nó đưa mới được phần của ông Liệt ra. Rồi sau rồi công an lại nó mới lại mình đụng, nó không có cho, nó nói để xác mình hiện trường lại hết rồi nó mới đưa. Thì rồi chút đỉnh rồi cái anh đó mới bảo chiếc xe lên mới lấy được cái bóp của ông Một ra là mới chụp được cái hình gửi. Bây giờ là đưa tiễn anh Một là an nghỉ về phần đất của ai anh? Cái này là nói chung là của ông bà ở sau hè. Dạ. Ở ngoài hè nó sau hè gần nhà. Dạ. Cái này thì phần đất này là của cũng như của nội của anh Một, nhưng mà anh Một thì cũng cho phần đất như mấy mét cất nhà nhưng mà không có đủ điều kiện để cất nhà. Dạ. Phải ở nhà với ông anh thứ hai của Một. Đó. Rồi bây giờ không biết như Một mất như vậy rồi con cái Một sẽ ra sao thì đúng rồi. Không có mẹ rồi, không có cha rồi. Mẹ đã bỏ ra đi rồi. Và mong bên Mạnh Thường Quân còn các nhà hảo tâm á, giúp đỡ cho em của em, cho mấy đứa cháu sau này nó học thành người. Em cháu đã từng quê hương sạch.
Rồi em cảm ơn mấy anh nhiều chia sẻ. Bây giờ thì mấy anh em mình lại đặng, tại vì cũng tới lễ Di Quan này. Dạ. Rồi vậy mấy anh em mình lại đi. Rồi mình đưa tiễn anh Mậu xong rồi á, là mấy anh em lại đặng nhà của anh Liệt chia sẻ. Dạ dạ dạ. Đi mấy anh em mình đi mấy anh ơi. Quá trời đau lòng quý cô chú anh chị ơi.